cả mọi người nha. Đấy mọi người, hôm nay mình mới mua được cái miếng này rất chất. Miếng gì? Miếng này gọi là miếng, kiểu miếng kính ấy, nhưng mà nó là nhựa ấy. Kiểu mica anh em ạ. Dùng rồi. Kính thì nó sẽ rất là dễ vỡ nhá, giòn nhá. Hả? Lấy cái cục của miếng lắp kính khó nhỉ. Ừ. Đây là cái này mọi người. Mica mà, mica chắc ai chả biết. Nên dùng kính mà anh em ạ. Đẹp nhỉ. Ồ, trong suốt luôn. Nó tội hơi mắc. Mắc lắm. 700k một cái tấm này anh em ạ. 700.000. Mắc một chút. Nó làm cái viền để cho kính rồi anh em nhé. Hàn hàn viền anh em ạ. Bắt đầu làm cái viền. Hơi bị khó, nhưng mà vẫn phải làm. Máy hàn nó lục. Mới phải mang máy hàn vào nhà nhé. Để ở đây lắm. Khách cặc, khách cặc lắm. Quê mình dạo này là lắm. Hách tặc lắm anh em ạ. Đập cả bờ tường ra, bờ tường rào vô nhà. Vô nhà lấy xe máy mà anh em ạ. Kinh lắm. Chết đấy chứ. Quảng Nhân Today đăng đi. Quảng Nhân Today đăng. Hôm qua ở trong Cộng Hòa mà. Đập phần tường ra vào nhà lấy xe máy anh em ạ. Còn chỗ mình mất. Cái tuần vừa qua chỗ mình mất mấy cái xe máy. Làng mình ấy, à quê. Mình luôn cơ, hơi chết. Gần nhà mình luôn. Liều thật. Trộm cắp bây giờ nó manh động lắm. Khách tặc bây giờ nguy hiểm thật. Bây giờ ít việc. Đúng rồi. Công ty bây giờ nó đuổi rồi anh em. Công ty bây giờ đuổi hết thành người không. Nên là bây giờ nó về nhà đi ra làm thêm. Kiếm cái sinh nhai. Với lại dân chơi lắm. Dân chơi lắm cho nên là phải đi làm. Phải đi hách tặc nó có tiền. Dân chơi đầy. Bây giờ cứ hở ra là coi. Hở ra mất. Pha đập bờ tường để vào nhà ăn trộm xe máy thì đẳng cấp anh em ạ. Nó đang hàng cái cây này vô để làm cái viền nhé. Làm cái viền xong bắt ốc vào nhé, cho chắc anh em ạ. À, người ta quay sâu sâu đoạn này mình lấy xong rồi mình lấy cả mình vào video chính nữa. Có nguy hiểm. Mình quay vài cảnh đẹp đẹp chút xíu để mình lấy vào video anh em. Trộm cắp giống người. Mà nó chả thấy là ăn trộm năm vô của mình đi. Hôm qua lại nghe thấy mấy anh ấy của nhà này có xe mới. Ừ. Có hai anh thanh niên đi qua của nhà có xe mới, chắc là đoán con bò này. Chắc bộ xe này mới. Anh mà có thiện chí, anh ấy nhiệt tình thì mình cũng tặng luôn. Anh phải đủ khả năng để mà điều khiển con này ra khỏi nhà mình. Sao bánh? Bây giờ hôm qua là nghe tin đồn là tí nó trộm mất con xe mình anh em ạ. Nó báo trước bảo là nhà nó có xe mới. Mà mới này mình lắm rồi chắc con ăn đêm thức đêm để mà trông được đấy anh em. Trộm cắp định bê Lamborghini. Tối qua là có hai anh thanh niên đi qua thật. Bá mình ngồi đấy chơi các anh ngủ vậy, bá mình bảo là bọn nó đi qua bảo là nhà nó có xe mới. Vừa đến ngõ luôn chứ. Ừ. Ê mày chết. Đến ngõ là đi chậm lại ít nhỉ. Trộm cắp bây giờ ở chỗ anh em tình hình an ninh thế nào chỗ mình đợt này. Trước kia không có làm sao đợt này dạo này phát hiện. Đợt này sản sinh ra một số thanh niên đấy.
không biết từ đâu đến anh em ạ. Nguy hiểm thật. Mất liên tục. Ừ, bạn nào Quảng Yên thì biết thừa ấy nhé. Ở trên Quảng Yên Today nhé. Bạn nào mà ở Quảng Yên thì có thể lên Quảng Yên Today, người ta đập tung vào tường ra, vào nhà ăn trộm một xe máy Sirius. Nên mình đọc trên thông tin trên Quảng Yên Today thấy vậy. Đây mình đang quá trình tiếp tục hoàn thiện nó anh ạ. Đang lắp kính em nhá. Tưởng là má pin cơ. Tưởng có người đe dọa. Vâng. Tưởng là biểu hiện gọi thì tưởng má pin cơ. Má pin ở kênh YouTube thì tốt quá. Đến tháng nóng tiền mạng anh em ạ. Đóng mạng cho anh em làm video cho anh em xem đấy. Năm 700.000 tấm mét đấy anh em ạ. Mà mình chưa mua mi cao giờ, vậy 700.000 có rẻ đắt anh em cho mình ý kiến nhá. 700.000 đấy. 1 ly. Bao nhiêu? 5 ly. Dày bao nhiêu? Đây. Mình soi cho anh em mà có kinh nghiệm thì 1 ly hay sao? Để xem. Tầm bao nhiêu anh em? Tầm linh. Là 700.000 cái tấm này. Kích thước thì như thế, độ dày tầm như thế. Anh em có kinh nghiệm thì xem bọn mình xem là rẻ hay là đắt nhá. Mình thấy hơi mặn. Mình thấy mặn nhỉ. Mình thấy cái tấm này 700.000. Đắt hơn kính đúng không? Bài gọi. Chết rồi, gọi mạng đòi tiền rồi ghê gớm. Rồi tiền mạng anh em ạ. Nhà mình là lắp hai hộp wifi em ạ. Cho chất. Nhưng mà một hộp thì chắc là đến một năm rồi. Em ở nhà đi vay bố em đánh em. Đi vay bố em đánh em, bố em đi vay cục. Bố với em đi cùng đi bay. Quá chậm quá nguy hiểm. Bây giờ phải là đánh chơi mới chết phải không? Chúng ta làm cả phim, một quả series phim quá chậm quá an toàn. Quá chậm quá an toàn. Thế giới người ta có phim quá nhanh quá nguy hiểm, mình chơi series phim quá chậm quá an toàn nữa chết. Làm mô của mình là thuộc diện đấy anh em nhá. Quá chậm quá an toàn. Đấy đi quá chậm mà. Đi còn chậm hơn xe bình thường. Xe đạp bình thường. Không chỉ cần kiếng mà độ đẹp là được rồi, không cần quan trọng là tốc độ đâu anh ạ. Lần sau làm con Ferrari F8 siêu ô tô này nhá. Là có luôn. Cháy. Là con nó là đen. Lại gọi. Đi được tiền thôi. Suốt vậy là toàn nữa. Thì kênh Nùng Nhét TV này chắc cuối tháng này gửi đơn lại anh em ạ. À, Nhất ơi, hỏi xem mình có gì không? Có đơn nào? Tắt đi cái này đi. Đơn thư từ ngoài không muội? Vậy em có xem kiểm tra xem em có thư từ nước ngoài về không? Đến ngày lắm rồi. Dạ, giá này hỏi em đi nhá.
hơn hơn quá thời gian rồi. Má pin thường thường nó chỉ 2-4 tuần, bữa này sắp thứ 5 tuần đấy anh em. Má pin đấy, má pin để kiếm tiền chút chút đấy. Không có má pin là coi như mình làm ra không có đồng tiền nào anh em. Anh em nhá. 1 triệu mấy? 1 năm ngay. Tại nhà mình có 2 ổ mạng nhưng mà 1 ổ vừa hết hạn. Ok anh em, bye bye anh em nhá. Mình làm video để thông báo với anh em và nói chuyện với em về vụ trộm cắp ở khu mình vậy thôi. Còn đâu? Mình hỏi dạy ý kiến anh em xem tấm này đắt hay rẻ nhá. 700.000. Mình thấy là đắt, mình thấy mặn đấy. Mình chưa mua. Bye bye anh em nhá. Hẹn em ở video tiếp theo. Nhớ anh em nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình. Bye.